Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm, chúc mừng y bác sĩ và nhân viên y tế tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các trạm y tế phường An Khê, quận Thanh Khê, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả và tri ân những đóng góp của lực lượng y tế cơ sở trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc đảm bảo cách ly, điều trị F0 tại nhà với số lượng lớn thời gian qua. Dự báo số lượng F0 sẽ tiếp tục tăng cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị lực lượng y tế cơ sở tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo vận hành hiệu quả các trạm y tế lưu động để theo dõi, điều trị F0 tại nhà, cũng như tiếp tục tiêm chủng mũi 3 cho người dân. Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến đề nghị ngành y tế phối hợp với các địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn tại các trạm y tế, nhất là bổ sung nhân lực, phương tiện làm việc cũng như trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.